đi ăn nhà hàng đồ nướng ở khu Sầm Uất Phú Mỹ Hưng với cái bill gần 3 triệu đồng thì đáng để thử hay không? Hãy cùng mình khám phá nha. Không biết chọn cái nào cho nên mình cứ kêu một cái phần thập cảm đặc biệt. Trong đây thì có thịt thăn bò, đầu thăn bò, dễ sườn bò và cái món gì nữa mình quên mất tiêu tên rồi. Khi bạn gọi hai phần thịt trở lên hoặc là cái phần thập cảm thì sẽ được tặng kèm một cái thố súp và một cái thố trứng thổi phồng nhìn hấp dẫn như thế này. Về những món tặng kèm theo với đồ nướng thì rất là nhiều luôn và mỗi ngày bạn đến sẽ thay đổi khác nhau. Ở đây phải công nhận rất là mềm, kiểu như mỏng nước luôn vậy á. Nước chấm cũng góp phần quan trọng làm cho thịt ở đây hoàn hảo hơn. Tiếp theo là món ghẹ sống ngâm tương, mỗi ngày bán chỉ đủ khoảng 10 phần thôi. Thường ai mà đến đây chỉ đi ăn món này thì sẽ điện đặt trước. Dù là ghẹ sống nhưng mà mình ăn không hề cảm nhận được cái vị tanh của nó. Tiếp theo là món bánh hải sản chiên, món này hơi nhạt nhưng mà ăn cùng với nước tương thì nó lại hòa quyện. Tuy nhiên khuyết điểm của món này là hơi dầu mỡ. Cuối cùng là cái lẩu bò bạch tuộc, trong cái nồi này thì đã bao gồm đầy đủ topping. Mọi người chỉ cần đợi nước thợ sôi, sau đó lấy kéo cắt miếng và bạch tuộc sao cho vừa ăn nhất. Cái vị nước lẩu đậm đà, cái thơm cay hay hay ngay đầu lưỡi đã lắm. Về không gian thì nhà hàng rất là rộng, có đến 3 tầng, có những phòng cho bạn bè 4-6 người hay là những căn phòng cho đại gia đình 30 người cũng có nữa. Thật ra thì mình thấy tiền nào của đó thôi. Và đây cũng là một cái nhà hàng cũng đáng cho bạn lưu danh sách nha.